chiến trường ca, đặc công Pol Pot tập kích bất ngờ, bị lính mới của quân tình nguyện Việt Nam xử đẹp. Tôi là anh lính mới. Lần đầu tiên giáp địch trong một trận đánh lớn như vậy. Trận đánh đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc dữ dội, cũng như rất nhiều kinh nghiệm quý báu học hỏi được ở lớp lính đàn anh, để rồi dần trưởng thành lên trong những trận chiến ở chiến trường ca sau này. Quý vị và các bạn thân mến, chiến trường ca đối với nguyên đại đội trưởng Nguyễn Đức Thảo thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 688 biên phòng, sư đoàn 5, mặt trận 479 là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất. Một phần thanh xuân của ông đã gắn chặt với mảnh đất này. Trong video ngày hôm nay, Chân Dung Lịch Sử mời các bạn theo dõi những dòng ký ức của đại đội trưởng Thảo về trận đánh đặc biệt. Đặc công Pol Pot phải ngả ngũ cúi đầu trước quân tình nguyện Việt Nam. Lập chốt ở cầu 20 và kinh nghiệm phòng ngự. Sau hai trận tổ chức phục kích diệt gọn một số quân Khmer Đỏ khá đông tại khu vực Tây Bát Tam Bang trên chiến trường ca, đại đội 5 của tiểu đoàn chúng tôi lại phục kích thành công, loại khỏi vòng chiến 17 tên địch trên đường chúng hành quân tập kích vào căn cứ Moho En. Bị mấy trận đau, bọn lính Khmer Đỏ tìm cách trả đũa cho bằng được. Ở chốt cầu 20, chúng tôi ai cũng có cảm giác là lính Pol Pot sẽ đánh lớn, nhưng không biết là vào lúc nào. Đây không chỉ là cảm giác tâm linh, mà còn qua kinh nghiệm và nhận xét tình hình. Sau buổi chiều, phát hiện dấu vết vào trinh sát của lính Pol Pot, chốt cầu thỉnh thoảng còn bị chúng bắn tỉa từ các hướng. Điều này cho thấy địch đã bắt đầu tiếp cận gần, đang thăm dò khả năng phản ứng của ta. Biết vậy, nhưng chúng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài sự cảnh giác cao hơn. Bảy tay súng luân phiên nhau đi thông đường và đào đắp củng cố công sự. Trang bị vũ khí đang thiếu thốn, đạn B-40 chỉ có cơ số 6 trái mỗi khẩu, không có dự phòng. Những trái đạn đã tháo hộp bảo quản, cho lên dàn từ lâu, khiến những hột thuốc phóng lên mốc xanh. Chỉ còn lại đạn AK là còn tương đối đủ. Mỗi đầu chốt cầu vẫn còn khoảng 5 thùng. Mìn trái để gài phòng thủ bị thiếu, khi đó chỉ còn mỗi một trái mìn lọ mực của quân khu 7 sản xuất. Dựa theo kinh nghiệm phòng ngự của các cựu binh, trái mìn lọ mực quân khu 7 được cài ở bên kia ụ mối lớn, hướng Tây Bắc, kẹp giữa hai bờ đê, chỗ có thể địch lợi dụng để ém quân. Còn trái mìn định hướng DH-10, chúng tôi bố trí trên đoạn cua trục lộ vào Moho En. Hướng quả mìn quay hắt chéo về phía Tiền Duyên, một vị trí mà địch không thể ngờ. Mọi việc bố trí phòng ngự kể như xong, chúng tôi chỉ còn chờ địch nổ súng. Đặc công Pol Pot tập kích bất ngờ và phản ứng của quân tình nguyện Việt Nam. Đêm ngày 18 tháng 3 năm 1981, trăng sáng như ban ngày, cả gác căng thẳng lúc trăng vừa nhú lên của tôi đã qua. Ngoài trận địa, trên đường D, bốn phía không thấy động tĩnh gì. Tôi vào hầm ngủ. Anh B trước khi về hầm đã đi một vòng qua đầu cầu bên này, nhắc nhở anh em phải gác cẩn thận, đề phòng địch tiếp cận. Tâm trạng lính mới hồi hộp thấp thỏm khiến cho tôi rất khó ngủ. Đang lim dim mơ màng, bỗng nghe trong không gian một tiếng ầm vang dội. Quả mìn quân khu 7 ở hướng Bắc đã phát nổ. Chúng tôi chụp súng, nhanh chóng triển khai ra chiến hào. Không gian vẫn rất yên tĩnh. Một cái yên tĩnh báo hiệu sự chết chóc. Hẳn tụi lính Pol Pot đã kịp bịt miệng những thằng bị thương do dính trái mìn, nên không nghe thấy tiếng rên la. Chúng tôi súng 55 chĩa ra hướng đó, nhưng không bắn, sợ lộ vị trí nếu không phải địch. Lát sau, đoán có thể là thú đi ăn đêm vướng mìn, anh em lục tục quay vào hầm. Anh Tiến đang gác ca này, đi theo chiến hào về phía tôi bảo: "Yên tâm ngủ đi, còn có tụi tao ở đây." Tôi gật đầu, nhưng không dứt được cảm giác lo lắng phập phồng. Không biết được bao lâu, giữa lúc đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nhiều tiếng nổ lớn dồn dập vang lên. Bầu trời trăng sáng như vậy mà những ánh chớp nổ cứ nhấp nháy liên tục chiếu vào tận bên trong hầm. Tất cả mọi thứ rung lên bần bật. Đất cát chấn động rơi lộp bộp đầy phản nằm và đầu tóc tôi. Nhổm dậy chụp vội khẩu AK và bao xe đạn, tôi vọt nhanh ra khỏi hầm. Tôi lao qua bên kia đường, nhảy vào vị trí chiến đấu giữa hàng chùm đạn lửa. Định thần lại, tôi thấy rất nhiều đạn vạch đường, lốp bốp nổ giòn từ nhiều hướng bắn cấp tập vào vị trí chốt cầu. Tiếng bùng bình của đạn súng B-40 bắn trực xạ chạm nổ, tạo thành những ánh chớp xung quanh. Nhiều trái B-40 địch bắn vọt qua đầu, kéo theo một đuôi lửa tàn ra vỏ liều phóng cháy chưa hết. Sợ quá, tôi liền la lên kêu anh Tiến. Nghe anh trả lời gì đó không rõ, nhưng tôi bắt đầu thấy yên tâm. Vì dầu sao, anh còn đang ở phía trước tôi, nơi bọn địch đang bắn vào rất rát.
Ngoái qua hướng bên kia, tôi thấy anh Mảnh đang nhô lên từ một cái hầm cóc. Điểm xạ từng loạt về phía bọn địch đang nằm bắn nơi cua quẹo. Những chùm đạn lửa của chúng lao vọt qua, khiến cho cái đầu của anh trở nên nổi bật trong ánh sáng nhìn rất kinh dị. Chỉ có anh Hiền là lúc này không thấy đâu. Tôi liền mở khóa AK bắn về hướng bắc cầu từng loạt ngắn. Nổ được vài loạt súng, tôi thấy mình mới bình tĩnh trở lại. Thật may là lúc đầu tiên tôi nghe được tiếng anh Tiến trả lời, nếu không chắc có lẽ tôi đã tốc lên tháo chạy vì sợ. Bắn thêm vài loạt nữa, tôi quay nhìn về phía bên kia cầu. Bên đó anh B nhô lên phụt một trái B40 về hướng ụ mối địch núp. Lập tức từ nhiều hướng, bọn địch như đợi sẵn, phản hỏa lực ngay vào vị trí của anh mấy trái liền. Ánh chớp của nhiều đầu đạn nổ xung quanh anh như pháo hoa. Tôi thầm nghĩ, chắc anh B hy sinh rồi. Toàn thân tôi lạnh toát. Một tiếng thét lớn khiến cho tôi chợt bình tĩnh trở lại. Thảo, giật DH-10 đi, tụi nó đang nằm bắn ở đó. Tôi nắm đầu dây mìn đang cột chặt vào cái cọc ngay trước mặt. Sợi dây này cũng chạy ngang qua mặt hầm gác anh Tiến. Nhưng anh lúc này đang mải đối phó với bọn địch bám vào khúc cua. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi kéo mạnh. Lượt đầu do dây trùng, kéo nghe nhẹ hẫng. Tôi ghì dây kéo tiếp một lần nữa. Mặt đất như bị chấn động lớn. Một tiếng nổ như tiếng bom bùng lên. Kèm theo một quầng lửa hắt lên không trung. Khói bụi mịt mù trùm lên cả một khu vực tôi đang đứng bắn. Thật khủng khiếp. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một khung cảnh như vậy trong đời. Trận địa bỗng im phăng phắc sau tiếng nổ kinh hoàng của quả mìn. Tất cả tốp địch bám vào chỗ khúc cua này bỗng dưng biến mất. Dừng lại vài giây nghe ngóng đó là tiếng nổ gì, bọn Pol Pot lại tiếp tục tấn công vào chốt. Hướng con đê biên giới Thái Lan chớp lóe liên tục. Tiếng nổ đầu nòng của loại súng máy 12 ly 7 nghe cùng cùng rất trầm. Từng chùm đạn lửa to như nắm tay lao vun vút, khiến khung cảnh trở nên sáng rực. Khẩu trung liên RPD của anh Cương bị kẹt vào đạn trong bệ khóa nòng. Hướng bên kia cầu giờ chỉ còn duy nhất một mình anh Lực nổ súng bắn trả. Thật không hổ danh là lính cựu, dù anh Lực hiện là y sĩ. Từng loạt điểm xạ AK của anh nổ giòn giã khiến cho địch không thể tiến lên một bước. Mặt bờ đê nhô cao, dưới chân bờ đê bắn lên rất khó trúng. Địa hình đã tạo nên lợi thế phòng ngự cho anh. Địch đã bộc lộ lực lượng và ý đồ nhổ cho được chốt cầu. Nhưng lúc này tôi lại cảm thấy khá bình tĩnh, không còn sợ đến run hai chân như lúc ban đầu. Súng các loại của địch vẫn bắn dồn dập. Tôi nghe tiếng anh Tiến chửi thề. Lửa đầu nòng các loại súng đạn nhọn càng lúc càng tiến gần về hướng chúng tôi. Có tiếng còi và tiếng la chô chô. Một giọng nữ cách không xa lắm hô lên bằng tiếng Việt nghe rất rõ. Tụi mày bị bao vây rồi, đầu hàng đi. Nó núp theo triển dốc nên chúng tôi chỉ nghe tiếng mà không nhìn thấy. Anh Tiến quát lại một tiếng lớn, quét vài điểm xạ về hướng tên lính nữ Pol Pot chỉ huy. Anh Mạnh cũng la lên, Tháo, bắn B-40 đi, địch vào gần lắm rồi. Địch lúc này mới thực sự tiếp cận để đánh bất chốt. Tôi hô vội, mấy anh yểm trợ cho tôi qua đường đi. Chờ một lúc, địch ngớt tiếng súng. Tôi xách AK vọt lẹ qua đường, chui vào hầm để lấy khẩu B-40. Tôi thấy anh Hiền đang ngồi trong đó. Tóm vội khẩu B-40 và giá đạn, tôi còn kịp nói với anh Hiền, anh ra chiến đấu đi. Anh Hiền là một thương binh, bị mảnh KP-2 vào đầu đang chờ khám thương để xếp loại. Tiểu đoàn phân công anh làm anh nuôi, đều ra đây nấu cơm cho anh em. Chui ra khỏi hầm, đặt giá đạn xuống chân. Tôi dựa vào một bờ đất cao, nhô đầu quan sát. Địch đã áp sát rất gần. Nhìn thấy từng tốp chúng chạy qua chạy lại chỉ trong tầm hơn chục mét bên kia bờ vực nước sâu. Chúng không vượt qua được để tiến lên thêm, chỉ đứng dàn hàng ngang bắn xối xả lên vị trí chốt. Đưa khẩu B-40 lên vai, lấy đường ngắm ước lượng dưới chân chúng xong, tôi bóp cò. Lần thứ nhất lép. Ba lần lên búa bóp liên tiếp đều lép. Rồi liên tiếp cả dàn đạn bốn trái không điểm hỏa được quả nào. Người tôi như muốn run lên vì tức. Bọn địch gần đến nỗi nhìn thấy lúc nhúc ở phía dưới đê. Tưởng chừng ném đất cục cũng trúng, mà giờ khẩu B-40 chỉ như cái ống thổi lửa. Cứ ngớt đợt súng địch lại nghe thấy tiếng anh Mảnh tra đạn vào băng cành cạch. Đó là một kinh nghiệm rất hữu ích cho người lính chuyên đánh phòng ngự. Đừng bao giờ bắn hết cả băng đạn rồi mới thay. Như vậy, nếu địch đông và trận đánh kéo dài, sẽ bị hết đạn trong băng. Mặc dù đạn bên ngoài còn đầy đấy. Khi đó, sẽ bị địch bắt sống hoặc bị tiêu diệt khi chúng áp sát vào được. Tốt nhất thay băng mới, lắp đạn vào băng cũ khi địch ngớt bắn. Khẩu B-40 đã mất tác dụng. Tôi ôm khẩu AK chạy sang đoạn chiến hào bên bắc đường. Chúng tôi đang lâm vào tình thế bất lợi. Nhưng địch cũng rất thốn với những loạt đạn đáp trả. Chúng la hét bắn ào ạt để áp đảo tinh thần nhằm làm cho lính ta hốt hoảng mà tấp chốt. Chúng tôi nằm im,
khi nào chúng bắn thì bắn. Đột nhiên có tiếng xè xè và một tiếng bịch vang lên. Một vật gì đó đang phát cháy rơi vào lòng chiến hào tôi đang đứng. Anh Tiến la lớn. Lựu đạn chay, nhảy lên đường mau! Tôi vội ôm súng, bung mình nhảy lên trục lộ. Vài giây sau nghe thấy tiếng nổ ầm, bốc lên một bụng khói khét lẹt. Anh Tiến la lớn. Chú ý, nó dùng đặc công ám sát đấy! Tôi căng mắt quan sát khoảng trống phía trước. Ngay sát chân đê trước mặt tôi, có hai khúc cây đang nằm song song rất lạ. Tôi cố nhớ lại, ban ngày chỗ này làm gì có thân cây nào? Bất chợt cảm giác nghe lạnh sống lưng. Tôi vội đưa nòng súng AK chĩa xuống bắn một loạt thăm dò. Hai thân cây vẫn không nhúc nhích. Tôi liền bồi thêm mấy loạt đạn nữa. Đột nhiên hai thân cây vùng dậy tháo chạy qua hướng anh Tiến, mất hút trong bóng đêm. Sau tình huống đó, trận đánh có vẻ như muốn hủy. Địch la hét bắn dồn dập vài đợt nữa rồi bắt đầu yên lặng. Giữa lúc đó, cả trận địa, chúng tôi nghe nhiều tiếng đề pa tong tong liên tục của cối 82mm bắn chi viện từ hướng tiểu đoàn. Xèo xèo, oanh oanh. Đạn rơi chính xác ngay đội hình địch vừa triển khai tiến đánh. Trong lúc chốt cầu, bị tấn công gần 2 giờ đồng hồ, Mohoen cũng hứng chịu một trận tập kích hỏa lực cối các loại. Dù vậy, tiểu đoàn vẫn tổ chức một bộ phận bộ binh yểm trợ cối 82mm vận động theo trục đường hơn 1km để giá cối bắn chi viện cho chúng tôi. Qua ngày hôm sau, chúng tôi lên kiểm tra chỗ trái DH-10 nổ. Cả một khoảng rộng cỏ tranh ngay khúc đường cua bị cuốn sạch. Đất ở đó như bị thiêu cháy, chấn động nứt đen thành từng đường rạn. Không có một xác địch nào. Chỉ còn lại những mảnh vải quần áo gabardine nhỏ bằng ngón tay, nằm rải rác như xác bướm. Khi trinh sát đội hình ra phun cốp, chúng tôi phát hiện cách cầu gần 2km về hướng này, để còn đặt thêm một khẩu 12mm 7 và cỡ một trung đội bộ binh áp sát trục lộ, nhằm mục đích đón lõng chặn viện từ ngoài phun cốp vào và tiêu diệt bộ phận cầu 20 nếu chạy ra. Không thấy gì, chúng nổ súng bắn nát cả một đám cây châm bầu lớn, để lại cả thúng vỏ đạn mới nguyên. Ban tác chiến ước lượng, lực lượng địch đêm đó canh chốt cầu chúng tôi phải khoảng trên dưới 80 tên. Dù nhập ngũ không lâu, kinh nghiệm chiến trường chưa nhiều, nhưng đại đội trưởng Thảo cùng đồng đội vẫn giữ được trận địa trên cầu 20. Câu chuyện của đại đội trưởng Nguyễn Đức Thảo đã để lại cho bạn cảm nhận như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn xuống phía dưới phần bình luận nhé! Đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!